Xin chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này, bên trái cây thợ mùa Đắk Lắk có quay bà con xem về cái kỹ thuật mà làm cành cho cây bơ bút 7 và cái giai đoạn mà đậu trái đó. Thì cái clip này mình quay cụ thể cho bà con xem về cái quy trình mà làm cành khi cây bơ bút đậu trái. Thì hầu như ở giai đoạn nào đó, mình khuyên bà con làm cành cũng được, nhưng mà với giai đoạn mà đậu trái này thì bà con làm cành cho mình là ở những cái cành chim á, cành bánh tẻ mà không ra trái thì bà con có thể làm cho mình, vì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến trái. Thì lúc này á, bà con lưu ý một điều á, là khi này mà cái đọt non của cây bơ bút á, nó không phát triển này, cái thứ nhất. Cái thứ hai là lúc đang ra trái bà con không nên bón tất cười cái loại phân nào dưới gốc để cho cái đọt non nó không phát, thì lúc đó trái sẽ không rụng. Và sau đó bà con tiến hành phun đậu trái, chống rụng trái, đẹp trái trên cây bơ bút. Thì đó là ba yếu tố mình quan trọng chính nhất để bà con khi mà làm cành cây bơ bút. Thì với lượng trái này của anh Lộc ở Ma Thuột, Đắk Lắk, thì mình có cho kỹ thuật xuống vườn hướng dẫn cụ thể về cách làm cành như thế nào cho hiệu quả, và những cái cành nào không quan trọng để mà cho cái vụ bông năm tới sẽ được sai hơn và đậu hơn và đạt nhiều năng suất hơn. Thì đây clip mình quay cho bà con xem đó. Thì mình khuyên bà con á, những cây bơ mà tàn nó cao, ngọn nó cao á, tầm 3 đến 4 mét, thì bà con nên cắt ngọn cho mình đi để nó bung cái tán ra xung quanh. Vì đặc điểm sinh lý của cây bơ bút á, là nó ra bông và đậu trái ở những tán ngoài, không có ra trên ngọn. Vì ở trên ngọn á, thì nó sẽ không có giúp cho cây đậu bông và thụ phấn được nhiều. Đó, bà con cứ để ý những cây cao, ngọn cao nó đâu có giờ có trái đâu. Nó chỉ có trong tàn và những tàn xung quanh thôi, bung ra thôi, nên chúng ta cắt đoạn đi. Cắt cái đọt đi thì nó sẽ bung tán ra, và chúng ta tạo những cành tán xung quanh á, thì nó sẽ ra bông nhiều hơn. Và những cái cành nào mà nhỏ không quan trọng, những chi nhỏ, cành chim á, tỉa như tỉa cà phê chúng ta tỉa hết đi. Và chúng ta nên bấm ngọn, bấm ở ngọn xung quanh cái tàn rồi nó bung ra, những cành con. Vì những cành con này, những cái cành quan trọng để cho nó ra được bông tiếp theo của lứa bông năm mới này. Thì với clip này mình quay cụ thể bà con xem á, thì clip nó rất là dài, bà con cứ xem từ từ để nắm rõ được cái kỹ thuật làm bơ bút trong giai đoạn mà ra trái. Thì sau này bà con có thể áp dụng vào những cái cây bơ của mình tại nhà. Chúng ta cứ làm cành bình thường, không có suy nghĩ hết. Vì khi bơ chúng ta đậu trái không phát được non á, chúng ta làm có bao nhiêu cũng sợ. Bà con nói không nên làm cành vào mùa mưa sẽ bị nấm, nhưng cái đó không quan trọng đâu. Bà con đã phun thuốc phòng hoặc đậu trái rồi á, mùa mưa á, chúng ta chỉ phun một lần thôi thì cũng không ảnh hưởng gì hết. Tìm cây bơ đề kháng rất là cao, vì nó chỉ có một cái bệnh, đó là cái bệnh mà xì gốc. Thì cái bệnh này mình cũng hướng dẫn bà con ở những clip trước á, là cách phòng trị như thế nào cho nó hiệu quả. Thì cái này á, thì bà con khoét hết cho cái vùng mà bị xì á, con mua cái rilumin á, bột á, bà con pha sệt đi, y như là bột chiên chuối chiên á, bà con quét vào đó, quét càng nhiều càng tốt. Khi quét xong bà con kiểm tra 1 tuần, 2 tuần nó kiểm tra, nó thấy chưa bớt, chúng ta tiến hành quét đợt 2. Mà lưu ý là phải cạo hết cái lớp đen ở trong cái gốc cây luôn. Chúng ta nhìn thấy cái lỗ chút xíu nhưng chúng ta khoét hết ra, đục hết ra thì thấy nó lan rất là rộng. Khi lan rộng đó chúng ta phải đục hết cái lớp đó và gọt cái lớp đó nó bằng, nó đẹp, nó suông hết, chúng ta quét. Đó là cái bệnh của cây bơ bút. Còn về dinh dưỡng thì trong giai đoạn ra trái mà trái nhỏ, trái bằng quả trứng gà thì chúng ta không được bón bất cứ phân là hết. Như mình nói ở trước, khi mà trái nó lớn bằng cái chén thì bà con cho bất cứ là phân gì cũng được, cho NPK rồi kali rồi vi sinh rồi đạm rồi, nói chung là phân gì cũng được. Lúc đó là cây nó cần dinh dưỡng để nuôi cho trái. Thì cái việc thứ ba mà bà con làm sao cho trái nó không nổ, thì bên trái cây thợ mùa Đắk Lắk có cung cấp một số loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học chuyên cho làm đẹp bóng trái, chống rụng trái, đẹp trái, không nổ trái và giữ trái được lâu hơn, lớn trái. Thì bà con ai mà có nhu cầu mua á, thì gọi điện thoại số điện thoại dưới. Và mặt khác bà con nào có nhu cầu mà cần kỹ thuật hỗ trợ đến tư vấn về cách chăm sóc bơ á, thì cũng vui lòng gọi số điện thoại dưới. Thì bên trái cây thợ mùa Đắk Lắk có 3-4 phương án hỗ trợ kỹ thuật cho bà con nông dân ở Đắk Lắk nói chung và các tỉnh lân cận. Thì hiện tại cây bơ bút là một cây bơ mà được bà con thịnh hành nhất và trồng nhiều nhất, vì giá thành nó cao, chất lượng nó cao, ăn nó rất là ngon, trái đẹp, đều bóng. Thì xuất khẩu nó được giá thành cao và được sự bảo quản là lâu, nó tầm 7 đến 10 ngày nó mới chín. Thì cái này chúng ta xuất khẩu lâu, nếu chúng ta theo vào môi trường sinh học nữa thì rất là tốt. Nhưng hầu như sinh học là cái điểm lợi cho cây trồng của chúng ta, nó sẽ không bị hư, không bị giảm tuổi thọ, mà khác nó lại đẹp nữa. Nên mình khuyên bà con á, chúng ta nên chuyển qua hướng sinh học để cho cây chúng ta được bền bỉ hơn và lâu hơn. Thì đó, như bên kỹ thuật mình cắt cành cho bà con xem đó. Đây là đang tỉa xung quanh. Thì những cái ngọn ở trên đó mình cũng khuyên cho nông dân đó là cắt ngọn, vì cái cây này nó cao quá, không có thang nên mình không có dám trèo, sợ nó gãy đọt. nên những cái đọt keo ấy bà con còn bấm luôn cho mình luôn. Thì hết lượt trái này thì bà con tầm vào tháng 10 tháng 11 âm lịch đó, thì bà con tiến hành kích bông và làm cho hãm nước đậu trái, xịt bông đó để cho quá trình mà phân hóa màu hoa cái bơ được hiệu quả cao. Thì với clip này mình quay cũng rất là dài nên bà con cứ theo dõi và đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo về những cây bơ, cây sầu riêng, cây tiêu, cây chanh dây. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.